là địa phương trọng điểm nông nghiệp của tỉnh với thế mạnh nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như vải thiều, na sai, cam đường canh, bưởi diễn. Những ngày này, bà con nông dân ở một số địa phương trên địa bàn thị xã Đông Triều đang tập trung thu hoạch na sai, một sản phẩm OCOP của địa phương. Từ ngày 20 tháng 7 đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Trà, thôn Khê Thượng, xã Việt Dân, tất bật thu hoạch na sai chính vụ. Trung bình mỗi ngày, gia đình chị Trà thu hoạch 3 đến 4 tạ quả. Để kịp thời thu hoạch na đúng vụ, cả gia đình chị phải tập trung toàn bộ nhân lực. Thu hoạch na đến đâu, gia đình chị Trà lại chấm hoa, thụ phấn na để gối vụ đến đó. Vì thế, vườn na sai của chị có diện tích hơn 1 hecta với gần 1.000 cây, năm nào cũng cho thu hoạch từ tháng 7 cho đến hết tháng 12 dương lịch. Được sự quan tâm rất là nhiệt tình, rất là sát sao từ các cấp chính quyền. Gần vào vụ thì bọn em đã được đi họp rất là nhiều lần ấy. Được đưa ra rất nhiều những phương án để tính cho cái việc là sắp tới là Covid, tình hình Covid như thế thì sẽ bán như thế nào. Việc tiêu thụ na đến thời điểm này nói chung là rất là ổn định. Có khi nếu trong thời gian tới mà cứ được như thế này thì nhân dân cũng rất là phấn khởi. So với sản phẩm cùng loại ở nơi khác, na dai Đông Triều có đặc trưng riêng như vỏ mỏng, bóng, có màu vàng khi chín, vị ngọt sắc, mùi thơm không cát. Đây cũng chính là những lợi thế để sản phẩm OCOP na dai Đông Triều có được chỗ đứng trên thị trường. Ngoài kinh nghiệm lâu năm chăm bón, người trồng na Đông Triều đều tuân thủ quy trình trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nói chung là cái la của cái thị trường Đông Triều này thì nó được đánh giá rất là tốt. Vì là ăn nó có cái mùi vị đặc trưng, nó thơm ngon ngọt hơn so với các vùng đất khác. Thì các tỉnh ngoài thì những cái xe thu mua đấy, thì thường thường là những cái tỉnh Tuyên Quang, rồi Thái Bình, rồi Hà Nội, Hưng Yên. Nói chung là họ đánh giá cái quả la này rất là ngon, thơm và là chất lượng rất là tốt. Thời điểm này đang là vụ thu hoạch rộ na dai. Việc thu hoạch na dai tập trung từ ngày 25 tháng 7 cho đến 15 tháng 9. Sản phẩm tiêu thụ 100% dạng quả tươi, hình thức tiêu thụ chủ yếu qua tiểu thương các tỉnh ngoài tới tận vườn thu mua và vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, lượng tiêu thụ thông qua các kênh truyền thống là chủ yếu, lượng còn lại được tiêu thụ qua các kênh khác như tại các chợ, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong tỉnh, tuần tiêu thụ sản phẩm na Đông Triều, kênh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử như Đông Triều Mart. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc tiêu thụ na dai năm nay đã được thị xã và các xã phường chủ động lên kịch bản và phương án tiêu thụ, giúp bà con yên tâm thu hoạch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết phức tạp, chính quyền địa phương xác định đối với một địa phương có cái cây chủ lực là na dai đang bắt đầu chuẩn bị vào cao điểm của thời điểm thu hoạch, thì chúng tôi đã xác định việc đồng hành với người dân, với các thương lái là một nhiệm vụ hết sức cấp bách và cần thiết. Chính vì vậy mà Đảng ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo rồi tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn địa dân để đồng hành với các thương lái rồi là người nông dân trong tiêu thụ. Và đến thời điểm hiện nay thì các cái lĩnh vực mà có thể tiêu thụ được, các cái đầu mối thương lái có thể tiếp cận được thì chúng tôi đã xúc tiến với các cái thị trường mới và nội dung tiếp cận mới như là trên các sàn giao dịch của giao dịch điện tử, thế rồi là bán hàng online thì đã được đưa vào là những lĩnh vực rất là mới, nhưng tuy nhiên cũng đã một phần đem lại cái hiệu quả trong cái việc là mở ra một cái thị trường tiêu thụ mới. Ở trong cái thời gian tới thì thị xã cũng tiếp tục là duy trì và mở rộng cái diện tích na Việt Gáp cho người dân. Hai nữa là thực hiện tốt cái việc là tuyên truyền quảng bá qua các cái kênh tiêu thụ như các cái sàn thương mại điện tử cũng như là các cái trung tâm thương mại để giới thiệu các cái sản phẩm na Việt Gáp của Đông Triều đạt cái chất lượng tốt nhất, cũng như là người tiêu dùng biết đến cái sản phẩm na của Đông Triều. Và thông qua đó thì tiếp tục là liên quan đến tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ để cho người dân làm tốt hơn, nắm tốt hơn để tạo ra cái sản phẩm na có cái chất lượng tốt nhất để cung cấp cho người tiêu dùng, đặc biệt là liên quan đến cái an toàn thực phẩm.
Cây na dai đã và đang là cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ nông dân thị xã Đông Triều thoát nghèo làm giàu. Để phát triển xứng tầm là một vựa na lớn nhất toàn tỉnh, thời gian tới, thị xã Đông Triều sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá và hỗ trợ các hộ trồng na duy trì tốt các phương pháp, cách trồng chăm sóc na an toàn, bảo đảm chất lượng, giữ vững thương hiệu na dai Đông Triều.